Alo alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Cook Kim. Mình là Kim và đây là giọng nói của mình. Hôm nay mình sẽ làm video theo một cách khác vì chủ đề ngày hôm nay tương đối dài và mình hơi lười đánh máy một chút. Cũng hơn nửa năm rồi chúng ta mới lại gặp nhau ha. Mình khá bận rộn với cuộc sống mới trong thời gian vừa qua. Có rất là nhiều điều thú vị ở một nơi ở mới, ở một vùng đất hoang toàn xa lạ với mình. Khi có dịp mình sẽ kể cho các bạn nghe ha. Chuyện là trên story của Instagram hay là Facebook đó, mình có hay chia sẻ hình ảnh về bánh mì làm bằng men tự nhiên hay còn gọi là men sao đao. Sau này có rất nhiều bạn hỏi mình cách làm, cách nuôi men. Thực sự luôn, mình không phải là chuyên gia về men tự nhiên. Mình cũng chỉ tự mày mò và tự học hỏi, tự làm trong thời gian gần đây thôi. Video này mình sẽ chia sẻ nhật ký nuôi men của mình ha, để các bạn có thể tham khảo. Nếu bạn thích thì các bạn có thể có làm theo. Đây là ổ bánh mì thứ N lần mình làm bằng men tự nhiên. Bánh không đẹp như ý mình nhưng ruột bánh rất ổn và vị bánh không quá chua như trước. Bạn lưu ý là bánh mì sao đao thường sẽ có vị hơi chua một chút nha. Bánh được làm từ hũ men này nè, mình đã nuôi nó được gần 2 tháng. Mình từng thử nuôi men bằng nhiều loại bột, nước khác nhau, từ nuôi bằng nước thơm ép, bằng nước trà kombucha, nuôi bằng nước nho khô lên men, nuôi bằng bột mì và bột mì nguyên cám, vân vân. Mình đã thử và bỏ đi rất nhiều bột. Mình đã rất nản và muốn bỏ cuộc rất nhiều lần. Đây là ổ bánh mì đầu tiên của mình, rất cứng và rất dai, rất chua. Ổ thứ hai cũng không khá hơn, từ ổ thứ ba trở đi thì men, khi mà men nó khỏe hơn á, thì bánh đã đỡ hơn rất nhiều. Cốt lõi nằm ở men nha các bạn, sau đó là những yếu tố khác. Bây giờ cùng xem cách nuôi của mình. Ok, để làm men tự nhiên, bạn cần có một hũ thủy tinh, một cái cân và một thìa nhựa, xẻng nhựa. Không nên dùng đồ inox nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ tiệt trùng bằng nước sôi tất cả các dụng cụ. Sau đó để chúng tự khô ráo tự nhiên. À quên, bạn cũng cần có một cuốn sổ ghi chép nữa. Mình dùng bột mì số 13 của Baker Choice. Bạn nhớ cân nặng của lọ đựng nha. Ngày đầu tiên, mình sẽ cho vào đây 25g bột mì số 13 và 25g nước lọc. Mình gọi nó là tỷ lệ 1-1, tức là 1 bột và 1 nước. Các bạn khuấy đều và cho bột và nước hòa tan lại với nhau. Mình sẽ dùng sợi dây thun để đánh dấu lượng bột. Sau đó mình sẽ dán nhãn ngày nuôi để mà mình không có quên hoặc là lẫn lộn với những cái hũ bột khác. Sau đó mình sẽ ghi chú lại thông tin như là như ngày hôm nay mình nuôi nè. Thấy không, bạn thấy video này mình quay gần một năm trước, bây giờ mình mới có thời gian mình ngồi edit và post lên cho các bạn. Cân nặng cái lọ nè, lượng bột, lượng nước, giờ nuôi. Tiếp đến mình sẽ đặt lọ men ở một nơi tối và không quá nóng. Bước qua ngày thứ hai, men đã nở gấp đôi, có mùi chua nhẹ và hơi có bọt khí. Mình lấy bớt men cái ra và chỉ để lại 25g, phần còn lại mình sẽ bỏ đi. Mình cân lọ đựng đó, lúc nó là 170g cộng với 25g một cái, tức là cân nặng còn lại sẽ là 195g. Mình cho vào đây 25g bột và 25g nước, trộn đều lên. Nắp chỉ cần đậy hé thôi, không có đậy chặt. Bây giờ là 9 giờ tối, men nở lên rất cao, sau đó xẹp xuống và tắt nước ở phần dưới. Có nghĩa là men ăn no, sau đó đói đi, đã đến lúc mình phải cho men ăn tiếp ha.
Bây giờ mình sẽ giữ lại tiếp 25g men cái và cho vào 50g bột và 50g nước. Bạn có thể cho bột thẳng vào hũ hoặc là cho vào chén như thế này rồi trộn lên, sau đó mới cho vào hũ. Mình dùng một hũ sạch khác ở đây. Sau đó các bạn ghi chú lại ha. Hôm nay là ngày thứ 3. Wow, bột nở quá trời luôn nè, tràn hết ra ngoài luôn. Mùi giống phô mai lắm. Mình sẽ lấy ra 15g men cái và cho vào 30g bột, 25g nước. Đây là video ghi lại quá trình nở của men từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Khi men nở tối đa, đạt đỉnh thì đã đến lúc cần phải cho ăn tiếp. Tránh trường hợp để men đói, men sẽ xẹp xuống. Việc cho men ăn đều đặn sẽ giúp men khỏe hơn. Bây giờ là 3 giờ chiều. Mình sẽ lấy ra 15g men cái, pha với 30g bột và 25g nước. Bây giờ là 9 giờ tối. Men đã nở được gấp 3-4 lần so với ban đầu. Mình sẽ tiếp tục cho tỷ lệ cũ là 15g men cái, 30g bột và 25g nước. Như vậy là đủ rồi ha, bây giờ thì mình đi ngủ thôi nè. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 4. Và đây là hình ảnh của men vào sáng ngày thứ 4. Men chỉ nở hơn gấp đôi. Bên trên bề mặt có xuất hiện những bọt bong bóng nhỏ li ti á. Mình sẽ cho ăn theo tỷ lệ cũ giống ngày hôm qua: 15g men cái, 30g bột và 25g nước. Và đây là men lúc 3 giờ chiều. Bột không nở lên cao, như không nhúc nhích luôn á. Khi nào mình thấy có bọt khí li ti như vậy là men nó vẫn hoạt động. Và như vậy thì mình sẽ không cho ăn lúc 3 giờ chiều mà mình sẽ đợi tới tối. Bây giờ là 9 giờ tối, men chỉ nở lên độ 10% thôi. Có bọt khí và chua nhẹ. Mình sẽ cho ăn theo tỷ lệ cũ: 15g men cái, 30g bột và 25g nước. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 5 rồi. Men dường như không động đậy luôn. Xin chúc mừng. Bạn đừng lo lắng quá, cứ kiên nhẫn nha. Nhiều bạn nuôi tới lúc này không thấy men nở nữa thì tưởng men chết rồi đó. Không bạn nha, không có chết đâu, chưa chết. Men bước vào giai đoạn ổn định hơn cho nên sẽ chậm lớn hơn. Bây giờ mình vẫn giữ tỷ lệ nuôi như cũ: 15g men cái, 35g bột và 25g nước. Ngày thứ 5, mình chỉ nuôi men 2 lần một ngày thôi, theo tỷ lệ như trên, và mình sẽ không tăng tỷ lệ cho đến khi nào men lớn và nở gấp 2-3 lần. Và mình sẽ tiếp tục nuôi như vậy cho những ngày sau đó. Và đây là ngày thứ 9. Ôi mình mừng ghê luôn các bạn, nhìn nè, men nở rất tốt luôn. Mình lo quá trời luôn, mình không biết là nuôi đến khi nào. Nhưng mà bây giờ bạn nhìn nè, men nó nở gấp 3 nè. Bọt khí lớn, men đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Bạn nhìn thấy mạng nhện này không? Đó, chứng tỏ là men đang hoạt động rất tốt. Đến hôm nay mình sẽ thay đổi tỷ lệ nuôi. Mình sẽ giảm men cái xuống còn 10g. Mình sẽ dùng 30g bột và 25g nước. Mình đậy nắp hé hé để men có thể lấy được các lợi khuẩn ở bên ngoài.
mình cho ăn tiếp lúc 3 giờ chiều khi mang nở, phân gấp đôi. Tiếp đó là 9 giờ tối. Và đây là men ngày thứ 10, men nở gấp 3-4 lần, rất rất khỏe. Bạn có thể dùng men này để làm những món đơn giản như là pancake, waffle hoặc là bánh bao. Mình học ra một điều là cho men ăn đúng thời điểm, men sẽ rất khỏe và mau lớn nè. Ngày thứ 10, mình sẽ cho ăn 3 lần một ngày, tỷ lệ 10 gram men cái, 40 gram bột, mình tăng lên thành 40 gram bột nha các bạn, và 30 gram nước. Vì men lớn và nở cao nên mình sẽ cho men vào một cái hũ lớn hơn. Bạn cứ tiếp tục nuôi men như thế này cho đến khi men đủ khỏe để làm bánh mì. Đối với mình, men cần đạt trên 20-30 ngày tuổi thì làm bánh mì dễ thành công hơn. Bạn có thể tham gia nhóm Facebook Men Bánh Tự Nhiên để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nuôi men và làm bánh mì sao đao. Có rất nhiều công thức và cách làm mà bạn có thể áp dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những tài liệu của nước ngoài. Với mình thì mình xem các video hướng dẫn làm bánh mì sao đao của Foolproof Baking. Còn bây giờ, hãy xem bé men của mình đã ăn no chóng lớn như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.